Chương 9. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại, nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta phép tắc giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Khi ấy các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đằng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra và bầu phải hư. Song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề. Đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà giở chôn áo Ngài, vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ giở áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi. Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền trở dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin ta làm được đều hai ngươi ước ao sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn giơ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Đức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng: Hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Xong lúc hai người ra khỏi nhà thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật chúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.